Ba la mã, cách chế biến thực đơn cơ bản. 22. Cách lựa chọn gạo lứt, muối, vừng thế nào và chế biến ra sao để đảm bảo hiệu quả khi dùng thực đơn cơ bản. Để đảm bảo hiệu quả của thực đơn cơ bản, một trong những khâu không thể thiếu được là kỹ thuật chế biến thực phẩm. Không khác gì bào chế dược phẩm. Phải am hiểu từ chọn lọc hạt gạo, hạt muối, hạt vừng, cho đến lúc rang nấu, cả khi ăn, nhai sao cho đúng cách. Sử dụng gạo lứt, muối, vừng, chữa bệnh. Phải giữ ý thức, thức ăn là thuốc, thuốc là thức ăn. Gạo, vừng, cả muối nữa, nếu kém phẩm chất, coi như thuốc đã phế phẩm, không tăng cường được sức khỏe, không chữa được bệnh mà còn tác hại đến cơ thể. Cách chọn lựa. Cách chọn gạo lứt. Gạo lứt là gạo chỉ xay cho tróc trấu mà không phạm đến mầm và cám của hạt gạo bên trong. Gạo lứt có hai loại, gạo đỏ và gạo trắng. Gạo đỏ mang tính dương hơn, ở nơi nào không có gạo đỏ, dùng gạo trắng cũng được. Gạo tốt nhất là không bón phân hóa học, không phun thuốc trừ sâu. Mùa nào gạo nấy, không để gạo ẩm mốc. Lưu ý, gạo lứt bảo quản khó hơn vì chất béo, lipid tập trung chủ yếu ở lớp cám ngoài của hạt gạo. Sau một thời gian sẽ có mùi khét. Đây là mùi của các sản phẩm oxy hóa chất béo. Bởi vậy, phải thực sự là gạo lứt đảm bảo chất lượng. Cách chọn muối. Muối có hai loại, muối hột và muối bọt. Chọn loại muối hột chưa tinh chế. Muối tinh được chế biến bằng cách thâu tách màng nhựa trao đổi ion. Vì thế, nó thành natri clorua thuần túy 99%. Về hóa học cũng được gọi là muối, nhưng không thể là thế phẩm thay muối ăn được. Nó hoàn toàn không có nhiều loại khoáng chất như muối thiên nhiên. Vì thế, dù chỉ một lượng thích đáng thôi cũng gây nên rối loạn chức năng sinh lý của cơ thể và gây tác hại khác. Cách chọn vừng. Vừng có hai loại, vừng vàng và vừng đen. Chọn loại nào cũng được, nhưng phải để nguyên vỏ, không xác trắng. Theo kinh nghiệm, nữ giới và người già nên dùng loại vừng đen. Cách chế biến. Nấu cơm gạo lứt. Trước khi nấu, rửa gạo cho sạch cát, sặn, không nên do mạnh tay. Ngâm nước trong vòng 2 giờ rồi mới vớt gạo ra. Lấy nước ngâm ấy, cứ 2 phần nước thì 1 phần gạo. Nếu thiếu nước thì thêm vào cho đủ lượng. Đun sôi nước, bỏ gạo vào, nấu tiếp cho sôi đều. Bỏ vào một ít muối biển, cứ một lon gạo 250g, cho 1/4 thìa cà phê muối, tức khoảng 2g. Dùng đũa bếp khuấy sơ qua cho đều, đậy dung lại cho chặt để khỏi ra hơi. Đun lửa nhỏ cho đến khi cơm chín. Từ khi bắt nước lạnh lên bếp đến khi cơm chín ngon khoảng hơn 1 giờ. Nấu bằng than, bằng củi, bằng bếp điện đều được cả. Nấu cơm bằng nồi đất thì tốt, hoặc nồi gang cũng được, tùy theo điều kiện dụng cụ có. Nấu 2 lon gạo thì dùng nồi nấu 3 lon cho có nhiều hơi, và khi đậy kín nước không tràn ra ngoài. Nếu có nồi áp suất, nấu cơm càng ngon và gạo không cần ngâm nước trước, cơm cũng dẻo. Trong điều kiện thời gian ít, muốn nấu một lần cho nhiều bữa thì trước mỗi lần ăn, xôi một lỗ to bằng ngón tay, cho nước vào, đậy dung kính, rồi để lên bếp hâm cho nóng lại. Khi thấy cơm bốc hơi, mở dung đảo cơm cho hơi lên đều, rồi lại dặn cơm xuống, đậy dung lại để 10 phút, cơm mềm ngon. Rang, trộn muối vừng. Trước khi rang, đem vừng sảy qua cho sạch, rồi đổ nước vào, khuấy cho đều để loại bỏ cát, sặn, xong đem phơi thật khô. Rang vừng bằng chảo thật nóng, dùng đũa khuấy đều. Khi vừng nổ rang thì cầm chảo xoay tròn 5-7 vòng rồi đổ ra để giã. Đừng cho vừng cháy quá thành khét hoặc chưa chín thì không thơm. Còn muối thì rang thật khô, tán nhỏ rồi trộn vào vừng. Phân lượng tùy theo tuổi và chứng bệnh. Ví dụ, người lớn từ 7g đến 10g vừng cho 1g muối. Người già từ 8 đến 12g vừng cho 1g muối. Trẻ con cũng dùng như người già.
Riêng trẻ dưới 1 tuổi không cho muối hoặc rất ít nếu cần thiết. Người mẹ đang cho con bú không được ăn mặn quá. Với người bệnh tạng âm thì từ 5 gram đến 6 gram vừng cho 1 gram muối. Người tạng dương thì từ 10 gram đến 12 gram vừng cho 1 gram muối. Tất cả vừng và muối cho vào cối giả vừa dập, không mịn quá, để dầu vừng thấm ra đủ bọc các phân tử muối, giúp muối đủ thời gian đi đến các nơi cần thiết trong cơ thể. Muối vừng giả rồi nên cho vào chai, chọn nút kín và không nên để lâu quá 1 tuần lễ. Muốn bảo quản vừng được lâu từ 2 đến 3 tháng thì rang xong để nguội, không giả, cho vào lọ nút kín. Khi cần là muối vừng mới lấy ra dùng. Cách nấu thức ăn cần phải thực hành nhiều để rút tỉa kinh nghiệm. Như trên đã đề cập, không khác gì bào chế thuốc. Nó là một nghệ thuật, vì sức khỏe, bệnh tật là do sự chế tạo đồ ăn thức uống hàng ngày của con người theo nguyên lý cân bằng âm dương. Kinh nghiệm cho hay, thức ăn có tính âm nhiều nên nấu thời gian lâu hơn. Thức ăn có tính dương nhiều cần nấu thời gian ngắn hơn. Sau khi nghe xong quyển sách, nếu các bạn thấy hay và bổ ích, các bạn hãy đến ngay nhà sách gần nhất tìm mua sách gốc để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản nha. Ha ha ha,